Đảng Cộng sản Nhật Bản đã tổ chức cuộc thảo luận trong đảng về tình hình căng thẳng trên Biển Đông và sau đó đã ra tuyên bố nêu rõ quan điểm đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 bên trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản ông Shikazuo nhận định tình hình căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua bắt nguồn từ việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan hải dương 981. Hành động này đi ngược lại tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC mà Trung Quốc đã ký kết cùng các nước ASEAN vào năm 2002. Đảng Cộng sản Nhật Bản nhấn mạnh tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông cần được các bên có liên quan tuân thủ và thực thi một cách nghiêm túc.